Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung con Nguy rồi. Nguyễn Đức Trung thường được gọi là Trung con Thiếu tướng Côn An từ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhảy chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội từ năm 2015. Trong chức vụ này, Trung Con được dư luận biết đến như một tay gian hùng có hạng khi đặt kế hoạch giải quyết vụ đồng tâm ngày 9 tháng riêng năm 2020. Sự lật lọng của Nguyễn Đức Trung đưa đến cái chết thảm khốc của cụ Lê Đình Kình và vụ án 29 dân oan đồng tâm bị truy tố. Trong hội nghị trung ương 12 vào đầu tháng 5 năm 2020, Bộ Chính trị đã cho bầu thử một số ủy viên trung ương đảng khóa 12 được lưu nhiệm cho nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đại hội 13. Nguyễn Đức Trung không những được lưu lại mà còn được bầu vào vị trí bộ chính trị. Đây là báo hiệu cho một triển vọng thăng tiến đối với một cán bộ được ghi nhận là có công lớn trong vụ đồng tâm. Nếu như Nguyễn Đức Trung lọt vào Bộ Chính trị sau đại hội 13 vào tháng riêng năm 2021, thì nhiều lần ông Trung có khả năng sẽ giữ một trong hai chức vụ quan trọng sau đây. Thứ nhất là thay thế Tô Lâm trong chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Trung có khá đủ điều kiện vì trước khi làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trung còn đã từng giữ chức Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Thứ hai, Nguyễn Đức Trung được bộ chính trị phân công làm bí thư thành ủy Hà Nội thay Vương Đình Huệ. Lúc đó, nhiều lần nhiều phần bí thư đương nhiệm Vương Đình Huệ đã được bầu vào tứ trụ trong vai trò thủ tướng thay cho CLMV Nguyễn Xuân Phúc. Trong cả hai trường hợp, con đường hoạn lộ của Nguyễn Đức Trung rõ ràng là lên cao như diều gặp gió. Cũng chính vì vậy, ngay lúc này Trung Con đang phải đối đầu với nhiều thế lực trong đảng muốn triệt hạ Trung Con bằng mọi giá. Đầu tiên là thế lực của Tô Lâm, đương kim Bộ trưởng Công an, cho dù họ Tô không còn nằm trong chính phủ mới sau Đại hội 13, thì thế lực này cũng muốn thay thế Trung Con nhảy vào vì ghế Bộ trưởng Công an phải vào tay đàn em cận ruột của Tô Lâm. Nếu không đụng đến Tô Lâm thì cũng sẽ đụng đến thế lực muốn bứng chung ra khỏi ghế bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Cho nên người ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy chung Con ngày càng bị đẩy vào thế bí. Ngày 22 tháng 7 năm 2020, công an điều tra đã ra quyết định khởi tố một nhóm 3 người trong số tài xế của chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là Phạm Quang Dũng thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế. Ba người này bị cáo buộc có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án buôn lậu của công ty Nhật Cường Mobile của Bùi Quang Huy. Đây là ba đàn em của Trung Con mà công an Dũng là người tình nghi lấy cắp tài liệu mật khi thấy cuộc điều tra sẽ hướng về Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Tháng 5 năm 2019, khi Bùi Công Huy bị khởi tố thì anh ta đã bỏ trốn trước đó mấy ngày. Như vậy, người ta có thể kết luận Huy phải có tay trong mới biết trước được mà bỏ chạy. Nhưng Bùi Công Huy chạy trốn đến nay đã hơn một năm mà chưa bắt được. Rõ ràng là có một bàn tay trong Bộ Công an mới có thể giúp cho Huy về passport và cũng như một số loại giấy tờ khác để Huy đi thoát dưới một cái tên giả dạ. Những điều này chắc chắn phải nhờ vào sự giúp đỡ của chúng con thông qua các đàn em. Nó cũng giải thích được phần nào những lời đồn đoán Nhật Cường Mobile là công ty sân sau của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung mà Bùi Quang Huy chỉ là lớp áo bên ngoài. Công ty Nhật Cường Mobile tuy chỉ có một là một công ty nhỏ nhưng được nói là bình phong để buôn lậu linh kiện điện tử nhập từ Trung Quốc. Vì thế vụ án Nhật Cường được nâng lên thành vụ án lớn tương đương với 9 vụ án khác phải giải quyết trong 6 tháng cuối năm 2020. Điển hình là vụ Sacri, Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sabeco Tổng công ty Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn hay công ty Gang thép Thái Nguyên, vân vân. Nhất là vụ Nhật Cường lại xảy ra ngay tại thủ đô Hà Nội trước mũi của Bộ Chính trị. Cho nên khi bắt và chỉ tố ba đàn em thân cận của Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, chính là tô Lâm muốn vạch trần sự liên hệ giữa Trung Con với Bùi Quang Huy trong việc kinh doanh mờ ám. Đây là lúc tô Lâm phải ra tay triệt hạ phe nhóm của Nguyễn Đức Trung tại thủ đô Hà Nội, hầu giúp cho đàn em của tô Lâm có thể cướp chính quyền ở thủ đô. Liệu ba tay đàn em này có ngậm miệng để giải cứu đàn anh hay không? Rõ ràng là trận chiến thủ đô trong những cuối trong những tháng cuối cùng trước khi đại hội 13 mở màn thật vô cùng ác liệt và phức tạp. Ác liệt vì thủ đoạn của những người cộng sản tuy gọi nhau bằng đồng chí nhưng sẵn sàng triệt hạ nhau bằng mọi cách kể cả súng đạn. Điển hình như văn phòng tỉnh ủy Yên Bái năm 2016, tất cả cũng chỉ vì quyền lực và quyền lợi phức tạp về những cuộc đấu đá diễn ra thiên hình vạn trạng ngay từ trong Trung ương Đảng mà kẻ bại trận thường trở thành củi cung cấp cho lò đốt của ông Nguyễn Phú Trọng. Xem ra chúng con fan này nguy thật rồi. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Phú Trọng khẳng định đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc thống nhất quan điểm xử lý đối với các vụ án lớn theo Tổng tin xã Việt Nam, đó là các vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri, vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco, vụ án xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đường Cao Tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi, vụ án xảy ra tại Công ty Gàng Thép Thái Nguyên. Ông Nguyễn Phú Trọng ngày 25 tháng 7 đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Báo cáo tại cuộc họp cho hay trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan tố tụng thi hành án dân sự trong cả nước đã thu hồi được trên 37.000 tỷ Việt Nam đồng. Riêng các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi, tạm giữ, kê biên phong tỏa, ngăn chặn tẩu tán tài sản trị giá trên 11.700 tỷ Việt Nam đồng và nhiều tài sản bất động sản có giá trị khác. Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020, ban chỉ đạo này nói sẽ tập trung chỉ đạo toàn hoàn thành xét xử sơ thẩm 9 vụ án trọng điểm gồm có vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại công ty bia rượu nước giải khát Sabeco quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến dự án 812 Lê Duẩn quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV và các đơn vị liên quan. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án xây dựng nhà máy Ethanol Phú Thọ. Vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh và các đơn vị có liên quan. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2 công ty gang thép Thái Nguyên. Vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng xảy ra tại ngân hàng Phương Nam Sacombank. Vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng hậu quả gây nghiêm trọng xảy ra tại dự án Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi. Danh sách 9 vụ án trong điểm này không nêu tên vụ Nhật Cường. Vụ án liên quan đến công ty Nhật Cường được báo chí đăng tải nhiều trong những tháng qua sau các hoạt động kinh doanh trúng thầu liên quan đến một số dự án thuộc thành phố Hà Nội bị cho là có sai phạm. Là tổng giám đốc công ty Nhật Cường, ông Bùi Công Huy bị khởi tố về 4 tội danh buôn lậu trốn thuế rửa tiền và vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm mới đây khẳng định bằng mọi biện pháp, cách gì đó để làm được điều đều phải làm để bắt cho bằng được Bùi Quang Huy. Như vậy thì Tô Lâm đã quyết định đánh nốc ao Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, đang là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, người đang ngấp nghé chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm hoặc là ghế Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội thay thế cho Vương Đình Huệ có thể lên làm Thủ tướng. Đây là đối tượng chính để điều tra, xong việc này không ảnh hưởng nhiều đến kết quả điều tra, ông Bộ trưởng. Công an Tô Lâm nói. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến các vụ việc bắt thành viên tổ thư ký tài xế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vì chiếm đoạt tài liệu của vụ Nhật Cường Mobile. Thành viên tổ thư ký tài xế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã bị bắt và khởi tố liên quan đến tài liệu vụ án Nhật Cường. Ngày hai tháng 7 năm 2020, Bộ Công an cho biết cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh 20 tháng 5 năm 1974, trú tại số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, là phó trưởng phòng thư ký biên tập, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyễn Hoàng Trung, sinh 27 tháng 7 năm 1983, trú tại phòng 1602 tòa T2 trung cư Sun Grand City Lương Yên số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội là chuyên viên phòng thư ký, biên tập, văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là lái xe của ông Nguyễn Đức Trung, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1983, trú ở phòng 3312 CT1 Trung cư Eco Green đường Nguyễn Xiển Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội là cán bộ C03 Bộ Công an cùng với tội danh chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ngày 2 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 3 bị can nêu trên. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các bị can để xử lý trước pháp luật. Trước đó, ngày 16 tháng 7, Thiếu tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật của nhà nước liên quan đến thành viên tổ thư ký tài xế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Đức Trung. Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của ba người này Liên quan đến vụ án Nhật Cường, đến nay cơ quan điều tra cũng đã bị khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau, gồm có buôn lậu theo điều 188 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 trong đó có các bị can Nguyễn Tiến Học, nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký hình kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh. Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn với doanh thu hàng ngàn tỷ đồng. Ông Huy bị khởi tố 3 tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Hiện ông này đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền theo quy định điều 324 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Thưa quý vị và các bạn, Nguyễn Đức Trung có rất nhiều doanh nghiệp là sân sau của mình. Ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đứng trước nguy cơ thành củi sau khi hàng loạt các doanh nghiệp được đồn đoán là sân sau của ông liên tiếp bị tấn công thời gian vừa qua. Cụ thể, theo những tài liệu được công bố của báo làng mới hồi năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung chỉ đạo thành phố phải mua hóa chất độc quyền RIT oxybac 3 c do công ty VKVKG Đức cung cấp để xử lý ô nhiễm cho hàng trăm hồ nước và bãi rác ở thủ đô Hà Nội. Công ty VKVKG sau đó đã chứng nhận phân phối độc quyền duy nhất cho công ty Arctic ở Việt Nam, có địa chỉ trên phố Đặng Tiến Đông, Hà Nội. Nhưng trên thực tế, tại địa chỉ này chẳng có công ty Arctic nào mà đó là địa chỉ của siêu thị Minh Hoa và cũng là địa chỉ được ghi trong hồ sơ cá nhân của Nguyễn Đức Trung. Như vậy thì quá rõ ràng là Nguyễn Đức Trung có doanh nghiệp độc quyền phân phối hàng trăm tấn hóa chất xử lý ô nhiễm hàng trăm hồ ở Hà Nội. Chưa hết, Giữa năm ngoái, Bộ Công an cũng đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường tại Hà Nội. Doanh nghiệp này được biết đến với những bước phát triển thần tốc, dù chỉ được mở ra vài năm nhưng doanh nghiệp này đã trở thành ông trùm các dự án công trực tuyến tại Hà Nội. Facebook Lê Nguyễn Hương Trà, một người thạo tin trong giới truyền thông cho biết vụ khám xét này có liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung, Bà Trà viết, dân Hà Nội đồn thổi lâu nay về mối quan hệ của chủ Nhật Cường và anh Trung, chủ tịch. Nhật Cường được cho là sân sau của anh Trung khi được chỉ định thầu nhiều dự án công nghệ thông tin cho thủ đô Hà Nội. Chỉ còn không lâu nữa sẽ diễn ra hội nghị trung ương 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đi kèm với sự kiện trên là màn đấu đá ngày càng căng thẳng giữa các phe cánh đồng chí đồng giận với nhau. Bên cạnh đó còn có lùm xùm của Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhắn tin điều động an ninh theo dõi hàng xóm sau khi có tin ông được quy hoạch lên phó thủ tướng và vào bộ chính trị khóa 13. Và hàng loạt các sự kiện nổi lên gần đây như khi ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc lớn tiếng tuyên truyền đòi thanh tra giá điện thì mạng xã hội tiến lộ văn bản do chính ông Phúc ký, trong đó ông chỉ đạo tăng giá điện. Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam và tri nã 24 bị can liên quan đến công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, tung tích của tổng giám đốc công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy đến nay vẫn biệt tăm. Hàng loạt lãnh đạo cán bộ Hà Nội dính vào vụ Nhật Cường. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tất cả những người mà liên quan đến Nguyễn Đức Trung Hành vi của các bị can là chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án Nhật Cường do C03 đang thụ lý điều tra. Trước đó, nhiều cán bộ thành ủy Ủy ban dân thành phố Hà Nội cũng bị khởi tố bắt giam vì liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường. Cụ thể, ngày 28 tháng 12 năm 2019, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Tứ, tránh văn phòng Thành ủy Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hương, tránh văn phòng Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. Ông Nguyễn Văn Tứ là nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội. Trước đó một tháng ngày 9 tháng 11 năm 2019, C03 cho biết đơn vị này đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị có liên quan. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng các tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan. C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Tiến Học, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội. Bà Phạm Thị Kim Tuyến, trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Ông Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh về tội vi phạm quy định về đấu tố, về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Đồng thời C03 quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Nhật Cương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cương đang bị truy nã. Ngày 18 tháng 11 năm 2019, thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa thống nhất đưa vụ án buôn lậu vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cương. Công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp phần mềm Nhật Cường và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi đặc biệt. Đến nay nhiều doanh nhân, cán bộ nhân viên làm việc với Nhật Cường bị khởi tố bắt giam và truy nã. Mới đây nhất ngày 10 tháng 7 năm 2020, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện khám xét nhà ông Võ Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Đồng Kinh tại phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về tội buôn lậu. Để điều tra về tội danh trên, C03 đã ra quyết định bắt tạm giam lệnh khám xét nhà của ông Bùi Quốc Việt ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm. Ông Bùi Quốc Việt là anh trai của bị can Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Nhật Cường Mô Bài. Sáng 22 tháng 1 năm 2020, C03 ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt giam 3 bị can gồm Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trùng, Mai Tiến Dũng trưởng ngành điện thoại cũ công ty Nhật Cường, đồng thời quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã bị can đối với Đỗ Văn Hùng về tội buôn lậu theo điều khoản 188 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2017. Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 cho biết đã quyết định khởi tố bổ sung Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường về tội rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015. Theo C03 căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu chứng cứ thu thập được, C03 xác định ngoài các hành vi đã bị khởi tố bị can Bùi Quang Huy còn có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào công ty Nhật Cường và công ty trách nhiệm hữu hạn giải phát phần mềm Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi có dấu hiệu tội phạm rửa tiền. Ngày 9 tháng 7 năm 2019, C03 đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ hình sự số 12 trên C03 P14 Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can số 21 trên C03 P14 và lệnh khám xét số 114 trên C03 P14 đối với bị can Bùi Quang Huy về tội rửa tiền. Trước đó, C03 điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quyết định số vụ án C03 27C03P14 xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Đồng thời cơ quan này cũng ra quyết định khởi tố 10 bị can về các tội danh khác nhau gồm có buôn lậu theo điều 188 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó đối tượng Bùi Quang Huy tổng giám đốc công ty Nhật Cường bị khởi tố về cả hai tội danh. Hai bị can khác bị khởi tố gồm có Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc tài chính công ty Nhật Cường về hai tội danh trên, Nguyễn Thị Bích Hằng kế toán trưởng công ty Nhật Cường về tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Ngọc Ánh, phó tổng giám đốc công ty Nhật Cường về tội danh buôn lậu, Đỗ Quốc Huy giám đốc kinh doanh công ty nhật cường về tội danh buôn lậu hoàng văn phong trưởng ngành hàng apple công ty nhật cường về tội danh buôn lậu nông văn lư nhân viên công ty nhật cường về tội danh buôn lậu đỗ văn dũng về tội danh buôn lậu ngô xuân sử giám đốc kinh doanh công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng thanh sơn về tội danh buôn lậu ngô tuấn sử giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn về tội danh buôn lậu Trong đó cơ quan điều tra truy nã toàn quốc Truy nã quốc tế đối với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử Tám bị can còn lại hiện đang bị tạm giam Tạm giữ Như vậy thì trước thềm đại hội 13 Của Đảng Cộng sản Việt Nam Thì Tô Lâm đã quyết định tung đòn Triệt hạ Nguyễn Đức Trung Và như vậy số phận của Nguyễn Đức Trung Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Sẽ đi đầu về đâu Nếu như mà Bùi Quang Huy bị bắt Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi